Chào các bạn, trong video này mình có nhận một cái cục sạc dự phòng hiệu là Lanet. Cái hiện tượng khách báo là cái cục sạc này sạc khó vào ha. Có như đây nè, mình cắm sạc nó vẫn báo sạc vào, nhưng mà cái phần châm pin á nó không lên full 100% giống như sạc. Mình có chuyển sang cái cục sạc thường và sạc nhanh. Đó, nó hay bị phần trăm pin nó chỉ hiện tại 96% thôi, nó không lên 100%. Rồi sẽ tháo ra cái sạc Lanet này á. Như đây là sạc dự phòng ha, ở đây mình có cái capacity, có nghĩa là dung lượng pin đó là 2000 mAh, và cái công suất của nó là 74 Wh. Nó dùng cái cell pin là li polymer battery, có nghĩa là mấy cái cell pin này á nó giống với những cái cell pin điện thoại thông minh hiện tại bây giờ, nó không có xài những cái cell pin 18650 cũ nữa, nói chung đây là cái xu hướng của các hãng sản xuất pin. Không, các bạn không riêng gặp mà ở trong những cái cell pin bên điện thoại nè, hoặc là mấy cái sạc dự phòng, mà các bạn gặp trường hợp này trong một số các cell pin của laptop á, nó cũng như xài những cái cell pin này ha, nó tích hợp thì cái dung lượng này nó sẽ tích hợp được nhiều hơn, với lại nó mỏng, nó gọn hơn ha. Đây là những cell pin li polymer dành cho máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Còn mấy đời cũ, đời trước của nó sử dụng những cell pin 18650 ha. Thì cái này kích thước của nó to hơn, với lại nó ghép ít pin hơn so với những cái cục sạc dự phòng mà mình xách tay hay mình sử dụng. Cái này thì cái này có thể bỏ vô túi quần, túi áo hoặc túi xách cũng được, đều được ha. Đây mình tiến hành mình tháo ra để mình xem, quan sát mấy cái gàm ngài, cái ngàm á nó gài như thế nào ha. Ở đây là cái phần màn hình LCD á, thì mình nảy lên, mình bẫy lên ha. Đây, có mấy cái chốt gài ha. Đây là cái màn hình LCD của nó. Rồi tiếp theo bên hông này nè, có đường rãnh đó. Đây là hai mảnh trên mảnh dưới nó ghép lại với nhau, thì nó có cái ngàm. Mình cũng dùng cái phần dẹp này á, mình nạy từ từ ha. Các bạn nạy sao á cho nó đừng gãy ngàm càng tốt ha. Còn nếu trong trường hợp mà nó gãy ngàm á thì mình yên tâm, mình có thể dùng keo á e 8000 hoặc B7000 á, mình dán lại. Tại vì nó càng kín á, nó càng, thứ nhất là nó càng đỡ hở vỏ nè, cái thứ hai á nó đỡ bị vô nước ha, bụi bặm nó cũng ít vô. Rồi mình bỏ nó đục luôn. Cái phần này vỏ thì cũng khá quan trọng ha. Các bạn thao tác á, nó càng ít bị hư vỏ hoặc là nó bị gãy cái mấy cái ngàm á, càng ít càng tốt ha. Tại vì nhiều vỏ nó dán keo á, mình khó gỡ hơn. Rồi, sau khi mình gỡ vỏ ra, các bạn quan sát nè, cái nguyên nhân á làm cho cái cục sạc dự phòng nó sạc không vào pin á, hoặc lâu đầy pin, đó chính là nó bị vô nước ha, là vô nước ra ten nè.
Cái con chính của nó là cái con IC sạc nè. Đây, những cái phần này. Đây là phần tụ lọc ha. Nó có bị oxy hóa vô nước ra ten luôn. Mình quan sát coi. Cái chân output ngõ ra, cái cổng USB của nó cũng bị vô nước ra ten luôn ha. Rồi đối với trường hợp này á, mình trước tiên mình sẽ xả mỏ hàng mấy cái chân B cộng B trừ này nè, mình xả ra chân pin đó. Mình cho một ít mỏ hàng ở đây ha. Cái việc đầu tiên cần làm trước tiên á là mình phải cần cách ly nguồn trước, rồi sau đó mình xử lý trên bo ha. Bạn tách cho mình cái đường B cộng nè, B cộng B trừ luôn, B trừ là dây âm của hai cái cell pin này. Cái dung lượng này á là 20.000 mAh đúng không? Thì mình chắc chắn á, ở đây hai cell pin này á, nó ghép song song với nhau. Một cell pin của mình á là 10.000 mAh ha. Rồi quan sát ở đây á, pin của mình là khá tốt ha, đúng chất lượng, nó không bị phồng bị phù. Như vậy á, cái này là mình chắc chắn là đảm bảo là một cái cell pin này 10.000 mAh. Tại vì những cái cell pin của máy tính bảng bình thường á, đó là như cái cục này là tới 4.000 rồi. Đây 4.000 mAh ha. Còn cái cục này nó dày hơn ha. Cái cục này chắc gấp đôi cái cục này, là 10.000 hai cục này ghép song song với nhau á, là nó tăng dung lượng lên là 20.000, là đúng chính xác cái dung lượng của nó. Rồi mình tiến hành mình tháo cái bo này ra, vệ sinh lại, rồi mình để xem nó khắc phục được không ha. Thì khi các bạn sửa chữa, cái vấn đề đầu tiên của các bạn để mà sửa được cái cục sạc dự phòng này là tháo bo ra kiểm tra nó bị vô nước, hoặc là nó bị, đặc biệt hai trường hợp là bị vô nước nè, ra ten nè, hoặc là bị rớt đất á, nó làm cong bo hoặc là bong chốc linh kiện á, thì mình hai vấn đề đó mình xử lý trước nha. Tại vì cái bo mạch này á, nó ít khi bị hư lắm. Đa phần á, mình gặp nhiều trường hợp á, là nó bị rớt đất hoặc rớt nước là nhiều thôi. Ở đây còn may á, là cái cell pin này nó vẫn còn tốt ha. Rồi mình tiến hành lấy vít á, mình mở ra. Mình coi cái mặt phía sau của nó coi. Nó còn cái vấn đề mà bị oxy hóa ra ten nó không? Đây nè. Quá trời luôn. Đây là phần output bỏ ra luôn. Rồi để giờ mình lấy R7 nha. Mình tiến hành mình vệ sinh, mình xịt rửa coi. Coi nó khắc phục được không ha. Đó, mình dùng R7 nha. Mình sẽ vệ sinh. Coi khắc phục được không. Tất cả các phần mà bị oxy hóa vô nước ra ten á, mình xịt hết luôn linh kiện, hạn chế xịt vô cái màn hình LCD này nha. À, mình quan sát cái chân của nó thấy ok rồi, qua bên đây là IC là tụ nè, cái phần output bỏ ra của nó bị oxy hóa luôn, mình xịt bên trong luôn, xịt toàn bộ ha. Sau khi xịt đó mình để ngâm nha, ngâm linh kiện coi. Để mà xử lý những cái bo này á, mình sẽ dùng xăng nữa, xăng rửa bo mình vệ sinh lại lần nữa.
Còn đây trước tiên á mình sẽ ngâm RV7 trước cho nó ra hết ten đi. Còn cái chân nào mà bị gãy, bị chóc chân á, đứt mạch á thì mình tính hành mình xử lý sau ha. Thì chắc chắn á, là nó bị nhiều khi á, vô nước lâu á, mà mình không xử lý á, là nó bị chóc chân từ lâu. Mình quan sát đây nè, các bạn nhìn thấy không? Một R0 á, có nghĩa là một ôm ha. Cái con này con đi chở cầu chì nè, cầu chì của nó nè, bảo vệ. Như quản ý á, cái con này á, nó còn vẫn còn hoạt động. Tại vì khi mà nếu bị đứt á, thì chắc nhiên á, nó sẽ không lên nguồn ha. Đó, mình xử lý tất cả các phần linh kiện trên bo luôn. Phần nào á, chân sạc USB nè, đây mấy phần bên trong xịt càng kỹ càng tốt ha. Đó, linh kiện. Các ngâm cho mình nha, rồi để tí nữa mình kiểm tra mình khắc phục đây. Đây phần tụ nè, các bạn chú ý mà bạn mình vệ sinh trước sạch sẽ, sau rồi mình mới kiểm tra đo phần đo nóng đo nguội ha. Rồi để mình ngâm nè. Đây là hai cái cell pin, mỗi cell pin là 10.000 mAh này, nó ghép song song với nhau. Coi kiểm tra cái mối nối mối hàng coi, trong trường hợp á ở đây mà nó bị oxy hóa nè, mình thấy nó vẫn còn oxy hóa nè, mình xịt R7 vô luôn nha. Nói chung á, cái cục này á nó vô toàn bộ luôn, nó chảy vô cái phần này. Đó, vệ sinh chỉ bên ngoài thôi, đây là chỗ mối hàng này nè, nó cũng bị oxy hóa ra ten luôn. R7 mình xịt mình ngâm. Rồi. Sau khi ngâm bằng R7 đêm lúc á thì mình sẽ lấy xăng rửa bo ha, mình vệ sinh lại. Càng lấy xăng á, mình chà sạch. Cái phần chân IC nè, tụ nè, nhất là cái phần mà linh kiện á, nó bị oxy hóa ra ten á, mình phải vệ sinh kỹ ha. Đây cái cổng trong, output USB nó ra. Đây là một cổng USB Type-C win ha, hai win. Ở đây có hai win và hai out. Win ở đây là một cổng Type-C nè, một cổng micro USB. Còn đây là hai cổng output nó ra. Đó, mình chà vệ sinh càng sạch càng tốt ha. Các bạn nên dùng xăng rửa bo hoặc là xăng PU á. Rồi mình kiểm tra lại lần nữa coi có bị đứt chân không ha. Đây nè, linh kiện của mình á yêu cầu là phải sáng bóng hết ha. Rồi mình coi trong trường hợp mà nó bị gãy đứt chân á thì mình thay IC ha. Còn trường hợp nào nó bị chốc mạch in á thì mình tiến hành mình đo đạc, mình câu dây đồng lại. Có một số lỗi mà không khắc phục được á. Vệ sinh lại càng kỹ càng tốt ha, nhất là đối với những con IC mà nó bị
oxy hóa nhiều á, nó bị chân nó đen thui á, thì mình phải kiểm tra, phải làm kỹ. Rồi, ok. Phần con IC này cũng sáng bóng rồi. Rồi mình tiến hành mình lấy cái đồng hồ VOM mình đo kiểm tra thử. Trước tiên mình đo điện SPDC đi. Mình kiểm tra điện áp của pin trước. À, những trong trường hợp nhiều trường hợp á là nó báo bị não ha. Đây mình đo điện áp trên pin trước. Rồi, rõ ràng ở đây á mình đo chỉ đo được là 3,1V thôi. Đây, điện áp của pin nè. Các anh chuyển cái thang đo vô DC ha. 3,1V chứng tỏ là gì? Lúc đầu á mình xác định á là cái điện áp của pin á là 90% á, thì ít nhất cái cục pin này mình đo được á là khoảng 4V hơn, từ 90% á là nó, tại vì pin này full đầy của nó là 100% á là 4,2V ha, còn ở đây mình chỉ đo được là có 3,1V thôi. Như vậy trong trường hợp này, một là mình có thể kích pin, hai á là mình cắm, tiếp tục cắm sạc vô, nhưng mà chắc chắn là cái giá trị hôm nãy là giá trị ảo rồi. Mình bật thử bộ nguồn để mình kích pin thử coi ha. Em giảm về cái điện áp 3V 3,5V, mình kích pin thử. Các bạn nên cái đĩa điện áp khoảng dưới gần 7, nếu mà để ở 3,7 càng tốt ha. Đó, các bạn nhìn nè, cái kim vòng của mình nè, đây nó sẽ sạc pin vô. Tùy cái viên pin của mình mốt á là nó khóa khá thấp, còn cái trường hợp mà nó báo như lúc đầu á là 3,7 á, à là lúc đầu nó bán 96% á là bị não ha. Rồi mình tiếp tục mình kiểm tra, đây là quá trình mình kích pin. Rồi kiểm tra tiếp theo là đo mấy con tụ hôm nãy bị rỉ á, nó có bị chập hay không. Rồi mình chuyển vào thang đo thông mạch, đo đo ôm ha. Đó, mình đo thông mạch coi. Đây là mấy con tụ hôm nãy nè, nó bị oxy hóa ra tan nhiều lắm. Rồi nó không bị chập. Bên đây nữa, cái con ngay chỗ IC nè. Ok ha. Đó, như vậy là nó không bị rỉ tụ. Rồi ở đây mình có cái con điện trở cầu chì 1R0 nè, rồi mình chích vô thử luôn ha. Nè, mình nghe tiếng bíp á, đó là con điện trở này tốt ha, nó thông mạch ha, vậy là ok. Rồi mình tiến hành mình cấp cái nguồn vi vào, đây là jack sạc cổng micro USB. Các bạn đo á thì tất nhiên là nó có phải có điện áp xuất ra cái đường B cộng B trừ này ha. Trong trường hợp mà nó mất điện áp á là nó bị hư IC ha. Đây, IC đầu vào nè. Còn MOSFET á thì mình tiến hành mình tra cái mã số IC mình thay thế ha. Còn ở đây mình đo thử cái điện áp của nó. Điện áp của nó là lúc không có pin nó là phải 2 phân mấy á. Mình chuyển về thang đo.
VDC. Đây là B trừ B cộng này. Rồi điện áp mình đo là khoảng 2.3 là ok ha. Thì khi có pin á nó sẽ boost lên. Sạc của nó là nó khoảng 4 mấy á. À 2.3 là ok, có điện áp ra. Rồi. Như vậy là xong. Ở đây mình tiến hành mình kích pin á cho nó lên là mình hàng lại ha. Và là cái mạch này á nó không bị gì. Pin nó đang kích nè. Mình tắt cùng đi. Cái điện áp pin của mình ở đây nó vẫn còn khá thấp quá, nó chưa được 3.7 đâu. Để mình kích thêm, tại vì đo chính xác của nó là nó chỉ có 3.1 thôi, mà lúc nãy là chứng tỏ là nó sạc ảo ha, nó sạc 90% đó là sạc ảo. Rồi để mình kích pin xong á mình hàng lại là ok. Như vậy á, trong cái mạch sạc dự phòng này hiệu của nó là hiệu LANET ha. Thì nguyên nhân ở đây là nó bị oxy hóa vô nước ra ten. Hai con IC chính của nó đó là cái con MOSFET nè. Hay IC sạc á là IC MOSFET. Cái này là 8 chân ha. Còn đây có cái con điện trở cầu chì á. Khi mà mình cắm vô nó có điện áp ra thì chứng tỏ cái con này còn hoạt động tốt ha. Còn không á thì các bạn có thể đo ngồi cũng được. Còn đây là cái con IC mình xác định là khoảng 16 chân ha. Đây là nó điều khiển cái màn hình hiển thị LCD, cái này là LED 7 đoạn. Đây nó 100% ha. Đây là con cái con điều khiển cái LED 7 đoạn này. Trong trường hợp mà nó không hiển thị thì mình sẽ kiểm tra, một là nó hư LED 7 đoạn, hai là nó chết con IC này ha. Còn trường hợp này á nó không bị chết thì tại vì hôm nay lúc nãy nó hiển thị ok rồi. Đó, nếu mà trường hợp mà mất cái điện áp nó ra thì mình sẽ thay cái con IC đầu vào này nè, IC 8 chân ha. Mình chắc chắn là mình các bạn sửa được dễ dàng cái mạch sạc dự phòng này. Thì trong quá trình kích pin á nó vẫn còn điện áp ha. Để không kéo dài lâu á thì mình tạm dừng cái video tại đây ha. Tại vì hôm nay lúc đầu á mình đã đo cái điện áp ngõ ra đã có rồi ha. Thì chắc chắn là cái mạch này ok. Sau khi kích pin được một lúc á, rồi để mình đo thử coi cái điện áp pin khoảng bao nhiêu phần trăm ha. Lúc đầu nó báo 90% hoàn toàn là pin ảo nha. Thì do nó bị oxy hóa ra ten nhiều quá, nó làm cho mạch hoạt động sai ha. Như đây rồi, mình đo điện áp pin coi. Nè, điện áp pin của mình á đo được khoảng là 3.2V. 32.85V DC ha. Như vậy á là hôm nãy á của mình là đo là 3.1V, bây giờ nó lên là 3.2, là gần 3.3V. Ok, như vậy là mình ráp mạch vô rồi mình sạc bình thường lại nha. Bo này mình kiểm tra lại một lần nữa là nó không bị chốc mạch ha, IC nó còn mới. Trong trường hợp mà nó bị đứt chân á thì mình thay IC ha. IC sạc 8 chân, IC điều khiển LED nè 16 chân. Ok, mình ráp vô thôi. Tại vì ở đây mình đo cái điện áp lúc nãy á là nó có áp ra là khoảng 2.3, 2.3
3 ohm DC thì ok. Rồi ở đây mình quan sát nè, thấy có hai cái lỗ để mà định vị. Phần này cũng vậy, mình ráp cho đúng được rồi, nhét vô hai cái lỗ là ok ha. Đó. Và nhấn sát vô là xong. Rồi, mình bắt ốc vô. Ở đây có hai con ốc. Y như lúc đầu. Siết chặt tay vô nha. Rồi chỉnh lại nút nguồn ha. Đó. Bấm là cho sao cho nó nảy nha, là ok. Rồi. Ở đây mình chích một ít mỡ hàng. Hàng lại hai chân B cộng B trừ. Cái này nói chung tầm 3.3 là mình có thể là mình sạc pin lại được rồi nha. Còn tốt hơn là mình khoảng để 3.5. Tuy nhiên cái vấn đề này không sao đó. Tùy cái mạch của mình nó hoạt động độ ổn định rồi. Làm khi mình chấm vô thì cái đèn led nó sáng ha. Là ok. Rồi, như vậy đã xong nha. Ok, mình cắm sạc vô là xong. Hai cổng sạc, cổng Type C nè với cổng micro USB á. Thì mình cắm vô cổng micro USB coi như thế nào. Các quan sát nào nó được 4% ha, là đúng của nó luôn á. Tại vì cái điện áp của mình là 3.2V. Như vậy nó không còn báo bị não như lúc đầu nữa. Mình đảm bảo là với các bạn là cái mạch này nó hoạt động ok. Nói chung á, chỉ cần mình vệ sinh với mình hàng lại. Đối với những cái mạch mà sạc ảo sạc không vào như thế này á, bấm nút nguồn phải nãy ha, 4%. Rồi video hướng dẫn sửa cục sạc dự phòng LANET nó bị trường hợp là nó bị não quá và sạc hoài không đầy. Đến đây là kết thúc như các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.